Lan Dương Vinh xin chào toàn thể các quý bạn yêu Lan trên cả nước. Phiên sáng hôm nay mình đang có mặt tại chợ Lan thành phố Cao Bằng, một cái góc chợ Lan thường ngày nó rất là đông đúc và ồn ào. Nhưng đến trong cái mùa dịch này thì không có người bán và cũng chẳng có người mua. Và chỉ có duy nhất một bạn bán lan, đó là một cái bạn ở cái vùng miền mà khó khăn nhất tỉnh Cao Bằng, đó là vùng lục khu, nơi mà hiếm nước nôi và đường xá đi lại rất là khó khăn. Thì hôm nay bạn ấy có một số hàng bán. Đây là hôm nay mình sẽ quay với cái số hàng gọi là ủng hộ là chủ yếu ở nhà nhé. Mình tin biết là các bạn là mua lan chỗ khác rẻ hơn, cũng có thể rẻ hơn, nhưng đây là cái video mình cần sự ủng hộ của các bạn rất là nhiều. Hiện nay bạn đang mải xem bạn này hát đây. Em ơi. Nào bán hàng nào. Thôi. Bán hàng nhá, rồi. Hải ơi. Hôm nay có hàng gì nhiều không nào? À đây có giò cáo đẹp quá nhỉ đây. À, chị bảo này. Cái cây cáo này là cây cáo nguyên bản à? Cáo nguyên bản mà. Em ơi, cây cáo này là cây cáo nguyên bản à? Đúng không? Cáo nguyên bản. Ừ. Cái này nè, chị xem. Lá lướt đúng không? Lá lướt đúng không? Lá lướt, nhưng mà nguyên bản đẹp mà. À, đẹp. Mà cái chỗ này nó vẫn đẹp mà. Nhưng mà ở đây, ở chỗ vẫn nó là thế. Ừ. Cáo này không phải cáo của em đâu kìa. Cây này bao nhiêu tiền? Cái này 300 nghìn. 300 nghìn, có kém không? Có kém không? Không kém hết kìa. Không kém. Phải cái không nhìn đâu, cái của ông bà làng xóm người bán. Ừ. Và ông bà làng xóm ốm yếu, ông thì bệnh và bệnh liệt. Thế không trai không có, gái không có. Ừ. Đi bán nó bảo 300 nhưng mà nhưng bảo giúp được thì giúp cho ông bà một tí nữa. À, các bạn nghe thấy không ạ? Bạn Hải đang có nói là cây cáo này không phải của bạn, mà cây cáo này là của một cặp vợ chồng, tức là ông bà có tuổi rồi, bà bị liệt và ông bị bệnh suy tim, bệnh tim nặng, và hai ông bà đều khó khăn, không con cái, không có nơi nương tựa, và ông đi chăn bò thì ông đã tìm thấy một cái cây cáo này ở trên núi, và ông đã chặt về và ông đã gửi bạn Hải bán, bởi vì bạn ông không biết đi xe mà không đi được, thỉnh thoảng có cái gì thì ông chỉ gửi về bạn Hải bán thôi. Bạn Hải biết đi chợ thì là bạn ấy đang bán với giá là 300 nghìn, thì mình sẽ, bạn đang kêu là xin thêm là tốt nhất để gửi về cho ông bà đó, thì mình qua đây thì mình cũng xin các bạn là chốt 300, nếu bạn nào trả hơn thì mình ok. Mình sẽ đăng công khai cho bạn xem những video sau. Đây, cây này thì mình thấy nó cây lai chồn, mà cái lá của nó giống như là láng. Lá rất đẹp luôn. Nó đẹp, đẹp ở chỗ nó không phải là các bạn đừng quan niệm là lá xếp mà lá đẹp nhé cả nhà, đừng nghĩ thế. Cái lá như vậy thì nó sẽ dày ra những bông hoa rất là đặc biệt, mà nó hay thường thường ra những bông hoa trắng, hoa đột biến. Thế các bạn cùng xem. Bản lá này mình nếu như các bạn không chốt, mình sẽ về treo vào vườn nhà mình là cái chắc chắn rồi. Mình ít khi gặp một cây lá nó thế này đâu cả nhà. Đây. Đấy. Trước tiên là 300, mình sẽ đấu giá các bạn. Các bạn nào trả hơn thì mình sẽ chốt cho bạn đó, và mình sẽ lấy tiền này gửi đến gia đình đang bị bệnh để lấy tiền chữa bệnh. Đấy. Được rồi, ok, 300 nghìn thì chị sẽ chốt. Chị sẽ kể cả không bán được chị cũng lấy về 300 nghìn và chị sẽ đấu giá, và ai được hơn thì chị bán. Các bạn ủng hộ mình nhé. Được, ok. Rồi, tiếp đến là cái phần này. Đây là kim thoa long nhãn, phải nói là hoa. Nó lẫn lộn cả kim thoa long nhãn thì hai mặt hoa nó gần tương đồng như nhau. Nói chung là hàng hôm nay rất là tươi, hôm nay trời mưa mà, cho nên bạn đi khai thác thì mưa. Các bạn tưởng tượng sang cái khu này các bạn khai thác hàng tuần mới được bằng này thôi ạ, cả nhà nhá. Không phải một mình, đây là một cả một tổ đấy, mấy người đi cùng nhau đấy. Một phần long nhãn này bạn ấy bán là 90 nghìn, và mình cũng xin thưa các bạn là mình sẽ xin thêm 10 nghìn ủng hộ các bạn nữa, là trồng 100.
Đây là H2 là 90.000. Cũng xin 10.000 nữa. À, Hải ơi, cái chỗ này là em đi một mình á? Đi một mình kiếm được bằng này á? Hàng 3 4 người ấy. Đi mấy ngày thì được bằng này? Như 3 người, như 3 ngày. 3 ngày, 3 ngày. Có mấy người? 4 người. 4 người chung nhau. À, 4 người chung nhau. Đây là chung nhau chứ không phải là một mình bạn đâu. Được rồi, ok. Ừ, được rồi. Thế đây là cái phần nghệ tâm. Thì các bạn biết rồi, nghệ tâm thì nếu như mà các bạn mua phần như thế thì các bạn mang về ghép với tổ quạ nhé. Cái phần nghệ tâm này thì rất là tươi và đẹp, ở nhà có 4 phần. Các bạn chia thành bó, bạn bó rồi mà. Đây mình dỡ ra để các bạn xem. Mỗi một phần như đây là 6.000 thì mình nghĩ là các bạn mua rất là hợp lý rồi. Các bạn chỉ cần mua kèm thêm một cái tổ quạ nữa là ghép. Cây phát triển rất là nhanh và tốt. Thì còn tất cả những đơn hàng này các bạn sẽ dồn đơn đi, chứ mình không gửi cho bạn riêng một phần này đâu các bạn nhá. Mình đã giúp đồng bào rồi thì các bạn cũng giúp đồng bào của mình đi. 60.000 một phần. Các bạn sẽ cùng mình là bắt đầu đến phần hài mốc vàng hay còn là hài gấm. Mỗi một phần như vậy là 50.000. Một phần như vậy là 50.000 hài gấm. Đây. Phần 1, phần 2 50.000. Và phần 3, cái dề này có vẻ là lá to nhất, đẹp nhất. Đây, lá to nhất. Thì phần này là 65.000, đây là một cái dề rất là đẹp. Còn đây là một cái đây là một cái cây hài lá nhăn, hài gấm lá nhăn. Bạn tặng mình đây, lá nhăn đẹp quá. Gần nước đẹp quê này. Bạn ấy tặng mình thì mình sẽ bán lại, mình sẽ lấy tiền để ủng hộ cái gia đình bị ốm, mà ông bà già mà không có nơi nương tựa, đang bị ốm, đang cần tiền ấy. Mình sẽ bán thế này nha, bạn nào giả tùy các bạn xem giả nào hợp lý thì mình sẽ lấy tiền cái cây này để mình ủng hộ đồng bào. Các bạn ơi, các bạn đang nghe một người, chắc là người này bị tâm thần hay sao, bạn đang hát hò ồn quá. Thế cái nghệ à, cái phi dịch này bán nào em? 600 lượt đâu. Cái này là 9 mầm ra, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, thì đó 9 mầm. Cái mầm, cái số này thì nếu mà là 600 không được. Nếu như khách chốt 400 thì cố gắng 400 thì các bạn mua giúp bạn đi được. Ok. Đây mình chỉ kêu gọi các bạn ủng hộ là 400. Nếu bạn tùy các bạn cảm thấy ủng hộ được là tốt thôi. Bởi vì trong cái mùa này là mùa gần như là mùa rất hạn, rất là đói. Đồng bào trên này gần như ăn khổ lắm, ăn mèn mén khổ lắm, ở nhà rất là khổ và khó khăn. Đấy. Nếu mà 400.000 thì chị bán cho. Và đây là hài Helen. Bông của nó rất là đẹp, giống như là cây cánh là giống như hài đuôi công, đẹp cũng ở nhà đây. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đang mùa hoa mà. Đẹp quá trời luôn. Mỗi một phần như vậy là 100.000 cả nhà nhé. Có hai phần. 100.000 một phần. Đây là H3. Đây là có một cây văn đào nguyên bản. Cây rất là khỏe và bộ rễ xung xuê đẹp ạ. Đây. Nguyên bản cả nhà nhé. Văn đa hương chanh có một cái hương vị thơm ngào ngạt. Chỉ cần một giò này thôi mà nở hoa thì các bạn đã cảm nhận được và đã mê ly luôn rồi. Và cây văn đa hương chanh thì nó sẽ nở gần như là tứ mùa, không nhất thiết nó phải nở theo mùa đâu, thỉnh thoảng nó lại ra một đợt, đấy là tùy từng cây. Và nó lại có kèm theo một chút kim thoa đây nữa. Thì bạn em kèm theo cái đơn này các bạn bán 80.000, thì mình sẽ xin các bạn tròn 100.000 cả nhà nhé. Xin tròn đúng 100.000. Còn đây là bầu gậy nữa. Cái bầu gậy này hình này đọc cho chị nào, gọi là hình số 6 này. Cái cây bọ gậy này bao nhiêu tiền? Này 250. Bọ gậy hoa của nó có hai màu hoa khác nhau, một là màu hoa màu hồng và màu trắng. Hoa của nó bé, hoa nhí rất là đẹp ở nhà nhá. Cái dòng này rất được nhiều người đặt đơn hàng và yêu thích, đẹp lắm. Sân vườn các bạn này có một cái giò này thì nó độc đáo vô cùng, cô dài quá, đẹp quá, quá là đẹp luôn. Được, ok. Bé này thì mình ok. Và tiếp đến cái hình này em Hải ơi. Cái đấy. Cái này đẹp và nhiều hơn cây, nhiều cây hơn. Bó này
cài hơn có tính kia một tí nhiều hơn 300 tiền. Ờ 300 thì theo cái giá này là các bạn mua được, bởi vì là cái cây này hiếm có thật sự luôn, nó không dễ đâu. Cái dòng này nó có hai mặt hoa, hoa đẹp lắm nhá cả nhà nhá. Hoa nó cây nó dài hơn. Hải ơi, chị có một món quà tặng em này. Em xin chị. Đây là chị, em mở ra xem, em mở ra xem đi. Em mở ra xem đi. Cảm ơn chị lấy áo cho em. Chiếc áo này là chị được một con của chị tặng chị đấy, nhưng mà chị không mặc đến, chị cũng nhiều quần áo quá. Chị tặng em đấy nhá. Vâng. Thế em cảm ơn chị. Thôi mặc thử xem có đẹp không nào. À, các bạn thân mến, trong cái chương trình của kênh Lan Thường Vi Nhung thì mình cái cơ bản là mình luôn luôn đi làm những công việc thiện trên tất cả các vùng sâu vùng xa. Thì mình cũng đang vận động tất cả các bạn trong gần như là toàn quốc xin những bộ quần áo đã qua sử dụng rồi, miễn làm sao nó sạch, thơm sạch, thơm và sạch sẽ, gọn gàng. Và những đồ dùng quân tư trang của các bé học sinh, cặp sách, giày dép, những bạn nào mà không dùng đến nữa, nó tức là hết mốt thì các bạn hãy gửi cho mình theo cái địa chỉ Vi Nhung số nhà 50, tổ 7, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Mình sẽ đón nhận những cái đơn hàng các bạn để mình sẽ mang đến tận tay đồng bào trong cái dịp tới. Hiện nay thì cái đơn hàng của các bạn gửi rất là nhiều quần áo, mình vẫn đang ở trên kho của bưu cục, chưa mang về được bởi vì là dịch. Mình đăng ký mình phát trong cái dịp đầu năm rồi, nhưng mà phường họ xã không cho tập trung. Bây giờ là mình vẫn đang gửi ở trên cái phường, trên cái bưu cục rất là nhiều đơn hàng của các bạn gửi cho mình để gửi đến các đồng bào vùng sâu vùng xa những mảnh áo gọi là hơi ấm mùa đông chuẩn bị tới này. Thì mình cũng xin cảm ơn, chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe và ủng hộ kênh Lan Rừng Bong Hay cũng như kênh Lan Rừng Vi Nhung thật nhiều. Xin chúc sức khỏe cả nhà. Hải xin chào cả nhà đi nào. Xin chào cả nhà. Xin chào các bạn, ủng hộ mình chứ. Thế nhá. Rồi các bạn hãy ủng hộ mình thật nhiều nhá. Bạn ấy chắc là bị thần kinh hay sao cho nên là mới có vấn đề đó đấy.